Kính chào quý vị. Thì đây là một cái mô hình mới trồng của sầu riêng chen với đậu rẫy. Thì nó nhiều cái mặt lợi nhưng mà nó cũng có những cái mặt hại, thì mình sẽ phân tích những cái mặt lợi và mặt hại của nó. Quý vị thấy nè, là clip lên là 7 mét mặt đủ trồng một hàng đơn sầu riêng, và ở giữa có cái cây na thái ha. Nó dài như bất tận vậy, bên kia cũng vậy đó, cũng là sầu riêng chen với na thái. Và đó là trồng rẫy tạm thời, là lúc tôi đi ớt đang có giá thì bà con trồng ớt, hiện giờ giá thấp thì đã bỏ ớt. Thì còn hàng này là cái rang này là gì, rau quế. Thì đây là cái cây sầu riêng đang phát triển. Thì cái điểm lợi của nó là gì, là cái mô được che phủ, là nó giảm được cái bốc thoát hơi nước, giảm được ánh sáng trực xạ. Cái thứ hai nữa là một cái nữa là nó tạo thành một cái hệ điểm về cái vi sinh cũng như cái hệ thực vật, nó làm cho những cái dịch hại ở trong đất á, nó ít có hay là tập trung còn lực để tấn công cây sầu riêng. Cái này là chia nhẹ dịch bệnh đối với như tiếng trùng, rịp sáp, vân vân. Tuy nhiên á, thì nó có cái mặt hại của nó là gì, là cái trên quế cũng có nhện nhiều, và trên sầu riêng cũng là con nhện cũng dễ gây hại. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề là cái bệnh Phytophthora và cái Fusarium. Thì trên cây quế thì nó do mình nó ướt mềm hơn nữa, thì cái vấn đề dịch hại này nó rất là quan trọng, dễ gây hại, vi khuẩn cũng vậy, thì lại là phù hợp với cái thằng sầu riêng. Nếu cây quế bị mà không quản lý kịp thì nó sẽ có thể lây lan lên tới cái sầu riêng. Cái thứ tư nữa là cái khi mình quế thì mình tưới nước nhiều, loại rau này tưới nước nhiều thì nó thích hợp cho sầu riêng, nhưng mà quá nhiều thì nó sẽ gây tưởng là uống nước lèn nước. Và cái nữa là dinh dưỡng dành cho quế thì đạm và lân là chủ yếu, cho nên là cây sầu riêng cũng sẽ ăn rất là hổn, nhưng mà lại là bộ rễ dưới sẽ yếu. Thì đây là những cái điểm mặt mạnh và những mặt là hạn chế của cái mô hình là trồng rẫy nhóm rau màu trên cái mô sầu riêng. Thì khắc phục như thế nào, bà con quan tâm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số máy là 0949 237 249. Goldfield lắng nghe và chia sẻ.